Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ nhật của Đài truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt mỗi video cách nhau một khoảng một tiếng. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, ba bản tin thế giới và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Cựu cảnh sát Boston dùng ghế hành hung một sĩ quan cảnh sát điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 bị kết án tù. Kính thưa quý vị, một cựu sĩ quan K9 của cảnh sát Boston, người đã giúp ứng phó với vụ đánh bom cuộc thi marathon ở Boston trước đây, đã bị kết án hôm thứ Sáu 20 tháng tù vì đã dùng ghế tấn công một sĩ quan cảnh sát điện Capitol trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. Joseph Fisher ở Plymouth, Massachusetts đã bị kết án sau một phiên tòa. Trong đó ông ta tự gọi hành động của mình ngày hôm đó là một hành động ghê tởm. Joseph Fisher, 52 tuổi, cho biết ông ta muốn đưa ra lời xin lỗi chân thành tới viên cảnh sát mà ông đã hành hung người dân Washington DC và đất nước, và nói rằng hành vi của ông ta là nghiêm trọng và ông ta cảm thấy rất xấu hổ về những gì mình đã làm trong ngày hôm đó và đã làm vấy bẩn danh tiếng của gia đình mình. Các công tố viên liên bang đã đề nghị mức án là 46 tháng giam giữ đối với Fisher, lập luận rằng ông ta đã có mặt trong giai đoạn đầu của vụ đột nhập điện Capitol và đã giúp hỗ trợ một kẻ bạo loạn trốn thoát vào ngày 6 tháng 1. Joseph Fisher bị bắt vào tháng 3 năm 2023 và ông ta đã nhận tất cả tội danh. Và bản tin thế giới thứ nhất, kính thưa quý vị, Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi với đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Thủ tướng Trung Quốc Lý Quang đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Seoul trong cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa hai nước. Sau hơn 4 năm, Thủ tướng Trung Quốc đồng ý khôi phục hợp tác ba chiều trước những thách thức chung, nhưng đưa ra lời khiển trách ngầm đối với mối quan hệ an ninh ngày càng mở rộng của hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản với Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia cho rằng việc tái khởi động hội nghị cấp cao nhất thường niên và đồng ý cần cải thiện quan hệ là một dấu hiệu tích cực cho sự hợp tác giữa ba nước láng giềng Đông Bắc Á, khi cả ba nước láng giềng này đều phải đối mặt với những ảnh hưởng kinh tế do chiến tranh và bất ổn trên thế giới gây ra. Tuy nhiên, chưa rõ sự hợp tác giữa họ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ đến mức nào, vì ba nước còn có nhiều vấn đề phức tạp kéo dài. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Lee cho biết Trung Quốc muốn hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản về các vấn đề kinh tế, đặc biệt là về chuỗi cung ứng và khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do ba bên, thúc đẩy trao đổi văn hóa và thiết lập mạng lưới chuỗi cung ứng an toàn, và cùng nhau giải quyết các vấn đề chung về môi trường, sức khỏe và các vấn đề khác. Tuy nhiên, bất chấp không khí có vẻ thân thiện của cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng Lee đã có lúc bày tỏ sự không thoải mái của Trung Quốc về các hành động của Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ đối tác an ninh với Mỹ, điều mà Bắc Kinh coi là một nỗ lực thành lập một khối để kiềm chế Trung Quốc. Và bản tin thế giới thứ hai, kính thưa quý vị, các nhà lập pháp Mỹ đến Đài Loan vài ngày sau khi Tổng thống mới nhậm chức. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã đến Đài Loan vào Chủ nhật vài ngày sau khi Tổng thống mới của hòn đảo nhậm chức, được xem là lời cảnh báo tới Trung Quốc. Phái đoàn lưỡng đảng gồm 6 thành viên Hạ viện là nhóm viên chức đầu tiên của Hoa Kỳ gặp Tổng thống tân cử Đài Loan Lai Ching-te. Họ đến ngay sau khi Trung Quốc kết thúc 2 ngày diễn tập trừng phạt quanh hòn đảo này, nhằm đáp lại những gì mà họ mô tả là hành vi ly khai của vị tân tổng thống. Dân biểu Michael McCaul của đảng Cộng hòa Texas
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã nói rằng, tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng tôi thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan. Tôi nghĩ đó là một biện pháp ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Phái đoàn do Michael dẫn đầu, bao gồm các dân biểu John Kim, Đảng Cộng hòa California, Joe Winson, Đảng Cộng hòa South Carolina, Andy Barr, Đảng Cộng hòa Kentucky, Jimmy Panetta, Đảng Dân chủ California và Chrissy Houlahan, Đảng Dân chủ của Pennsylvania. Mặc dù các nhà lập pháp từ Hoa Kỳ và các nước khác thường xuyên tới Đài Loan, nhưng Trung Quốc coi những chuyến thăm như vậy là mang tính khiêu khích và ủng hộ các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan. Tổng thống Lai Ching-te, 65 tuổi, từng là phó tổng thống của Đài Loan trong 4 năm qua, nói rằng ông ủng hộ việc duy trì hiện trạng, không chính thức tuyên bố độc lập, cũng như sẽ không thể trở thành một phần của Trung Quốc. Các nhà lập pháp cũng sẽ gặp lãnh đạo của Viện Mỹ tại Đài Loan, là Đại sứ quán Mỹ trên thực tế, để tiến hành giám sát và thảo luận về mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan. Quốc gia không có quan hệ chính thức với Washington, nhưng dựa vào Washington để có vũ khí phòng thủ và hỗ trợ quốc tế. Chuyến thăm của phái đoàn diễn ra sau khi Quốc hội gần đây thông qua khoản viện trợ quân sự khoảng 2 tỷ đô la cho Đài Loan với hy vọng tăng cường khả năng phòng thủ trước Trung Quốc. Và bản tin thế giới thứ ba, kính thưa quý vị, Ba Lan khai triển kế hoạch xây dựng công sự dọc biên giới với Nga và Belarus. Các viên chức quốc phòng ở Ba Lan là thành viên NATO hôm thứ Hai đã trình bày kế hoạch tăng cường giám sát chống máy bay không người lái và phòng thủ quân sự trên bộ thông qua một hệ thống công sự và rào chắn dọc theo khoảng 700 km tức 430 dặm biên giới phía đông của nước này với Nga và đồng minh của Belarus của Nga. Chính phủ cho biết Ba Lan là nước hỗ trợ nước láng giềng Ukraine trong việc bảo vệ chống lại sự xâm lược của Nga, đang là mục tiêu của các hành động thù địch phá rối của Nga và Belarus. Chúng bao gồm các cuộc tấn công mạng, âm mưu đốt phá và người di cư bị đẩy trái phép qua biên giới, nhằm gây bất ổn cho Liên minh châu Âu, trong đó Ba Lan là một thành viên. Chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk đã lên kế hoạch cho một loạt các biện pháp an ninh, bao gồm cả không gian mạng, cũng như đầu tư hơn 2,5 tỷ đô la vào việc tăng cường giám sát, răn đe và phòng thủ dọc biên giới phía đông, sẽ hoàn thành vào năm 2028. Công việc xây dựng đã bắt đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysh cho biết trong một cuộc họp báo rằng mục tiêu của lá chắn là bảo vệ lãnh thổ Ba Lan, bao gồm một mạng lưới các tháp phòng thủ và giám sát chống máy bay không người lái hiện đại, các rào chắn và mương chống xe tăng, hầm trú ẩn và các bãi mìn nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào. Một phần của cơ sở hạ tầng phòng thủ khu vực được xây dựng chung với các quốc gia vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia, cũng nằm ở sườn phía đông của NATO. Họ cho biết nguồn tài trợ sẽ đến từ chính phủ, nhưng cũng sẽ tìm thêm sự trợ giúp từ Liên minh châu Âu, bởi vì hệ thống này cũng sẽ củng cố biên giới phía đông của khối 27 thành viên. Ba nước trong vùng Baltic từng là một phần của Liên Xô, trong khi Ba Lan là một quốc gia vệ tinh trước những năm 1990. Moscow vẫn coi khu vực này nằm trong phạm vi lợi ích chính trị của mình. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Robert Alito Thomas, các thẩm phán vô liêm sỉ nhất nước Mỹ. Kính thưa quý vị, ở thời Donald Trump, Ronald Reagan gần như được phong thánh. Ronald Reagan là người cực kỳ bảo thủ, đặc biệt là khi đề cập đến các vấn đề chính sách kinh tế. Tuy nhiên, không giống như cựu tổng thống 45, Ronald Reagan là người luôn tuân thủ các quy tắc dân chủ và pháp quyền, ít nhất là trong hầu hết thời gian tại nhiệm của ông ta. Bất chấp mọi sự khoan hồng sau đó dành cho Ronald Reagan,
Chính ông Reagan là người đã triệt để rút ruột bộ tư pháp và sử dụng nó để phục vụ nền chính trị bảo thủ của mình. Ronald Reagan đã thuê những luật sư trẻ và khao khát quyền lực từ phe cực hữu, và hai người trong số họ chính là John Roberts và Samuel Alito. Cả hai người này ngày nay hiện đều là những thành viên của tối cao pháp viện, gồm 9 thành viên. John Roberts thậm chí còn là chánh án của tòa án này. Với sự may mắn và sự hỗ trợ của Mitch McConnell, cựu lãnh đạo đa số thượng viện, Donald Trump đã đưa những người bảo thủ thành công vào trong tối cao pháp viện khá dễ dàng. Đảng Cộng Hòa hiện đang chiếm đa số 6-3 ở đó, và điều đó cho phép họ có thể dễ dàng đảo ngược phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc, đi ngược lại ý chí rõ ràng của đa số người Mỹ. Và bây giờ, tối cao pháp viện một lần nữa đưa ra phán quyết gây tranh cãi. Họ đã lật ngược phán quyết của tòa án tối cao tiểu bang South Carolina nhằm hủy bỏ một vụ án gian lận trắng trợn. Gerrymandering là việc phân chia các khu vực bầu cử theo cách mà một đảng gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp hiện tại thì đó là về một khu vực bầu cử được xác định lại theo cách mà một số lượng lớn phiếu bầu từ người da đen, phần lớn trong số họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ thường xuyên, bây giờ được phân bổ cho một khu vực bầu cử đã do đảng Dân Chủ thống trị trước đây, và do đó có thể bảo đảm chiến thắng cho đảng Cộng Hòa ở khu vực bầu cử này. Samuel Alito chịu trách nhiệm về phán quyết phân biệt chủng tộc rõ ràng này. Luật sư hiến pháp Richard Hazen từ Đại học California đã mô tả kết quả trên tờ New York Times như sau. Thẩm phán Alito một lần nữa đã tìm ra cơ sở pháp lý để biện minh cho một điều gì đó, giúp các tiểu bang do đảng Cộng Hòa đang thống trị dễ dàng xác định các khu vực bầu cử theo cách cho phép những người Cộng Hòa da trắng phát huy tối đa quyền lực của họ. Kính thưa quý vị, việc Samuel Alito đưa ra lời biện minh cho phán quyết này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Alito là người được George W. Bush bổ nhiệm vào tối cao pháp viện vào năm 2006. Ông ta được biết đến không chỉ vì thế giới quan bảo thủ cực đoan của ông ta, mà còn vì cách ông ta thực hiện công việc của một thẩm phán một cách trêu tráo. Alito được coi là một người đàn ông có niềm tin bảo thủ mạnh mẽ. Mục tiêu của ông ta là phá bỏ những thành tựu của thời đại tiến bộ càng nhiều càng tốt. Và đó là lý do tại sao người Công giáo sùng đạo không chỉ đấu tranh chống lại việc phá thai. Alito còn muốn cấm kết hôn đồng tính, thậm chí hạn chế các lựa chọn tránh thai. Alito cũng muốn vô hiệu hóa các quyền dân sự được cấp cho những người thiểu số theo đạo luật dân quyền có hiệu lực vào năm 1964. Samuel Alito không giấu giếm ý định và sở thích chính trị cực đoan của mình. Tờ New York Times mới đây đã tiết lộ rằng có một thời gian ông ta đã treo ngược lá cờ Mỹ trong vườn nhà mình là biểu tượng của những người ủng hộ phong trào ngăn chặn hành vi trộm cắp, tức là những người bị thuyết phục chống lại mọi sự thật rằng Trump, chứ không phải Biden, đã thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Samuel Alito không phủ nhận sai lầm này. Điều này không thể tha thứ được đối với một thẩm phán. Tuy nhiên ông ta lại đổ lỗi cho vợ của mình là bà Martha Ann về điều này. Alito nói với Fox News rằng vợ ông ta đã bị một người hàng xóm treo một tấm affix chống Trump khiêu khích và bà muốn trả thù, chỉ thế thôi. Nhưng mà nếu điều đó vẫn chưa đủ thì Alito còn tiếp tục gây ra vụ bê bối lá cờ thứ hai trong khu vườn của ngôi nhà nghỉ dưỡng ở New Jersey. Alito đã treo một lá cờ có hình cây thông xanh trên đó. Hình ảnh này tưởng chừng như vô hại, nhưng mà nó đã được sử dụng trong cuộc nổi dậy chống lại người Anh
và ngày nay đã trở thành biểu tượng của những người theo chủ nghĩa dân tộc, theo đạo Cơ Đốc, tức là những người muốn biến Hoa Kỳ thành một nước thần quyền Cơ Đốc giáo. Thẩm phán Samuel Alito là một người không chỉ bảo thủ mà còn tham nhũng. Alito nhận những món quà hào phóng, có giá trị từ những người liên quan đến các vụ án pháp lý mà ông ta lãnh trách nhiệm xét xử. Alito không phải lo sợ bất kỳ hậu quả nào, bởi vì tối cao pháp viện là cơ quan tự quản lý. Mặc dù nó có những hướng dẫn về mặt đạo đức, nhưng mà không có quyền lực nào có thể bảo đảm rằng chúng được tuân theo. Alito không phải là thành viên bảo thủ và tham nhũng duy nhất của tối cao pháp viện. Còn có người bạn đồng hành của ông ta là Clarence Thomas, cũng không hề thua kém ông ta chút nào. Thẩm phán Thomas là người nhậm chức từ năm 1991, là người kỳ cựu nhất trong tối cao pháp viện hiện nay. Ông ta cũng bị cáo buộc nhận những món quà hào phóng và đầy giá trị của những tỷ phú, các nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa. Và đặc biệt vợ ông ta là Ginny Thomas, là người hoạt động trong giới cực đoan cánh hữu và là người hoan nghênh cuộc tấn công vào điện Capitol. Bởi vì họ rõ ràng có thành kiến. Các nhà phê bình đang kêu gọi Samuel Alito và Clarence Thomas hãy rút lui khỏi các vụ án liên quan đến Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kính thưa quý vị, tối cao pháp viện sẽ sớm phải giải quyết hai trường hợp như vậy. Tòa án phải quyết định xem liệu những người xông vào điện Capitol có thể bị buộc tội cản trở hay không, và liệu Trump có thể yêu cầu quyền miễn trừ tuyệt đối hay không. Rất khó có khả năng rằng Alito và Thomas sẽ chú ý đến lời kêu gọi của các nhà phê bình. Và do đó khả năng tối cao pháp viện sẽ không quyết định theo luật, mà đúng hơn là về mặt chính trị là rất cao. Luật pháp đóng một vai trò nổi bật ở Hoa Kỳ, và đó là lý do tại sao tối cao pháp viện từ lâu đã được hưởng danh tiếng rất cao, đã được rất tôn trọng bởi người dân Mỹ. Bởi vì theo lý thuyết, các thành viên của tòa án được bầu suốt đời, nên họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các ảnh hưởng chính trị. Tuy nhiên trên thực tế, hóa ra các thẩm phán bảo thủ nói riêng đang lợi dụng đặc quyền này một cách trắng trợn để thao túng chính trị theo hướng có lợi cho đảng phái của họ, một cách công khai và trơ trẽn nhất. Nancy Gardner, luật sư tại trường luật Harvard, giải thích với New York Times rằng điều này không chỉ phản ánh tinh thần đảng phái của họ, mà còn phản ánh rằng tòa án này không thể chịu trách nhiệm. Hay nói đúng hơn là không ai có thể buộc họ chịu trách nhiệm. Rõ ràng là họ không quan tâm đến những lo ngại của công chúng về quan điểm đảng phái này. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, nước Mỹ hiện đang có một nền tư pháp hiện nghiêng về cánh hữu, và họ có khả năng thay đổi nước Mỹ theo thời gian và một cách lâu dài. Và suy cho cùng thì đó là hậu quả tự nhiên của việc thay đổi các luồng gió chính trị và vai trò mà hiến pháp giao cho các nhánh chính trị trong việc cơ cấu và tập hợp ngành tư pháp. Các chính trị gia ngày càng có tham vọng quyền lực lớn hơn. Họ đã tạo nên những ông bà thần áo đen, đặt họ ngồi vào những chiếc ghế bất khả xâm phạm, miễn tố trọn đời và bóng lọc suốt đời, chỉ với nhiệm vụ bảo vệ và thực thi những quyền lợi của đảng chính trị. Vậy làm thế nào để sửa chữa tối cao pháp viện Hoa Kỳ đây? Có 4 bước để cải cách tòa án. Khôi phục sự cân bằng bằng cách bổ sung thêm 4 ghế nữa vào tối cao pháp viện. Phi chính trị hóa tối cao pháp viện bằng cách đặt ra giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán. Tạo ra một quy tắc đạo đức ràng buộc cho các thẩm phán.
cải thiện khả năng tiếp cận công lý và tính đa dạng bằng cách bổ sung thẩm phán vào các tòa án cấp dưới. Nhưng mà nói cho vui, vậy thôi, quý vị à. Chứ người Mỹ sẽ rất khó, hay có thể nói là không thể cải cách tối cao pháp viện trong thời đại chính trị phân cực cao như hiện nay. Nếu có trách, là nên trách những vị cha già của dân tộc của nước Mỹ. Tạo ra chi những cái ghế quyền lực đầy hấp dẫn với bổng lộc trọn đời này để cho những tên áo đen vô liêm sỉ, để chúng có thể ngồi xổm trên đầu người Mỹ mà tung hoành ngang dọc, áp đặt những luật lệ ngang ngược và bảo vệ quyền lợi cho đảng chính trị. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.